Chào các bạn, chào mọi người. Hôm nay mình trở lại với chủ đề máy hàn hồ công điện từ biến áp xuyến của Lioa, tức là cái bên đế xuyến mà hôm trước mình quấn cho âm ly. Thì cái hôm trước mình cũng đã quấn vi trang vi lúc vi viên như thế này này, tức là để làm âm ly. Nhưng mà liệu để mà hàn thì có hàn hay không? Tức là khi hàn thì mình sẽ ép nó lên và mình sẽ thử nghiệm cho các bạn thấy luôn. Bởi vì hôm trước á, là mình đấu là 225V sau khi tính toán. Tức là khi các bạn quấn biến áp thì tùy theo từng nơi. Ví dụ như ở nơi các bạn điện lúc nào chỉ có 220 thì các bạn nên quấn 220. Nhưng mà bởi vì là điện ở đây, chỗ mình đây khá là khỏe luôn, có lúc là lên 230. Nhưng mà ban ngày thì lúc chỉ có 220 thôi. Thế nên mình sẽ câu ra là 3 đường. Một đường 225V và một đường 220V và một đường 205V. Như vậy để mình thử cái máy hàn cho nó dễ. Bởi vì nếu như mình đấu cái đường 225V thì bên ngày thì sẽ rất là yếu. Thì ở đây mình quấn ra là từng vô số vô là tương đối là cao. Bởi vì là vì nói như vậy, mình để như vậy nó hà và hà luôn, mình ngại tháo ra. Chính xác thì sau khi mà đã thử nghiệm các thứ đó, thì cái này nó là hơi nóng. Vì thế mình sẽ đúc rút ra một cái kinh nghiệm để cho các bạn lấy ổn áp ly hoa để làm máy hàn. Thì các bạn nên lấy ổn áp 3000 kVA là vừa để hàn cái hàn 2,5 ly. Còn cái này thì cũng hàn được nhưng mà nó hơi nóng. Thứ hai là ép công suất nó lên. Thứ ba nữa là thứ ba nó quấn theo kiểu này không được. Nếu mà làm máy hàn á thì quấn phải thưa ra và phải cách nhiệt tốt hơn nữa. Cho nên là nếu mà để như này hàn 15 phút rồi lại quá là coi như có thể nó toi luôn. Mối hàn vì mình quấn là điện mà khá là cao nên là mối hàn có hàn tôn bảo nó được, nó rất là dễ thủng luôn. À, sắt dày thì được, vẫn chặt bởi vì là điện cao quá, cộng thêm có tủ này được. Thì chấm mối hàn ngon chớn luôn. Nếu mà cộng thêm một con tủ này nữa thì chấm mối hàn ngon chớn luôn. Chấm phát nào ăn phát đấy luôn. Đây là một cái mẹo để nó cộng hưởng. Đây là một cái mẹo để nó cộng hưởng. Nên mình sẽ rút ra một cái thông số như sau. Biến áp 3 kVA của 50W là vừa đẹp để cho hàn máy hàn hồ quang điện 2,5 ly. Dây 1,7 x 2 và quấn 70 vào 70V, 70 đến 75V, không quấn 80V. Nếu các bạn lắp trụ vào quấn 65V được là ngon rồi. Kể cả cái này cũng hàn được, nhưng mà phải quấn khác đi, cách ly đi, và để các cái sợi đầu ra cách ly là vẫn hàn được, nhưng không được quá 15 phút 30 phút, gọi là hàn chống cháy. Mối hàn vẫn đẹp, vẫn tròn như ai hết, không vấn đề gì. Thì thế một số chút chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn để các bạn làm bài học một con điện. Và sẽ có những video tiếp theo, và nên là mình sẽ cố gắng làm mấy video mà các bạn yêu cầu. Cảm ơn các bạn.